Mình chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay cho anh Tuyến này, anh ở Trảng Bom Đồng Nai. Con 7409 này là 8.600.000 đồng anh em nhá. 8.600.000 đồng. Với con này thì 900W trên một kênh. Thì anh em có thể đánh được những loa full 30, 40, kể cả súp 50 anh em cũng chơi được anh em nhá. Đấy, thì ngày hôm nay bóc test cho anh luôn, cho anh em cùng tham khảo. Thật ra ngày nào cũng bán được con này anh em nhé, ngày nào cũng bán được 1-2 con. Thật ra là dòng này thì luôn luôn là bán rất tốt anh em nhé, và độ bền của nó rất là cao, cái chất âm của nó cũng hay nữa anh em nhé, chất âm hay. Với cái con này thì công suất được 900, thì như em nói ngay từ lúc đầu ấy, anh em chơi cho em là full 30 này, full 40 này đó, kể cả là anh em chưa súp 50 đều ngon hết. Đây anh Tuyến, anh cũng đã chuyển khoản đây, Trần Minh Tuyến này chuyển khoản đây đấy. Thì anh em nhá, thì với cái con này thì như anh em biết rồi, nó cái mạch của nó là cái mạch class 2H và nó không sử dụng nhiều sò đâu anh em nhá, không sử dụng nhiều sò. Thì tại sao lại không sử dụng nhiều sò nhưng công suất khỏe như thế? Vì cái đầu tiên là cái áp nó rất là cao anh em nhá. Đầu tiên là áp nó cao, cái thứ hai là cái biến áp. Đấy, cái biến áp của nó to, nó có thể chịu được lực anh em nhé. Biến áp to này, chịu lực này, cái áp ra của cái biến áp nó cao ra là nó đánh rất là khỏe. Đấy, sò của nó chỉ có 32 sò thôi. Mỗi một kênh chỉ có là 8 sò anh em nhé. Nhưng mà ra công suất 900W một kênh, thì anh em phải biết là bây giờ cục đẩy không cần phải nhiều sò. Đó. Con này thì đã giới thiệu với tất cả anh em nhiều rồi và cũng theo nhu cầu của anh em là em sẽ làm video thôi. Chứ còn đâu, thật ra thì những dòng này thì em làm quá nhiều các video về nó rồi anh em nhé. Quá nhiều các video về nó. Đó. Với con này thì nó có các chế độ đánh như sau. Đây, giới thiệu với anh em luôn. Đó, có những chế độ đánh là parallel này. Đó, là mono đấy. Đấy, hoặc là anh em để Stair là cắm tín hiệu kênh nào thì sẽ ra loa đó. Bridge là chúng ta có thể chập hai kênh vào đánh, để đánh súp anh em nhé. Bình thường thì em sẽ để stair cho anh. Đấy, sẽ để stair về anh có thể gạt. Đó, kể cả sensitivity này em để 1V anh em nhé. Sensitivity để 1V. Đấy, những cái nút này em sẽ gạt về mức giữa hết. Tất cả em để ở mức giữa anh em nhé. Tất cả em sẽ để ở mức giữa. Đấy, out 1, out 2, out 3, out 4. Để mức giữa này thì cắm vào stair sẽ được stair, cắm vào kênh nào sẽ được ra kênh đấy luôn anh em nhé. Đó, cái này thì tặng rắc chứ không anh em nhé. Đây anh đấy thì bình thường anh em mua con này ấy, thì em sẽ đấu sẵn như này anh em về, vì nhiều cái trường hợp là nhiều anh em không biết đấu như thế nào thì anh em cứ lột cái đuôi ra anh em đấu vào thôi. Đấy, còn đâu nhiều anh em biết thì anh em bỏ cái dây này đi thì anh em có thể đấu. Và trong cái dây này bên em cũng đấu sẵn là 1+1- rồi anh em nhé, 1+1- rồi. Thì về anh em cứ stair là anh em chơi thôi. Tuấn test đi Tuấn. Stair là anh em chơi thôi anh em nhé, rất là đơn giản. Vì con này cái nó sử dụng tất cả bằng new trick, đâm ra là anh em phải hiểu là sử dụng new trick này thì nó có đặc điểm của new trick là nó rất là an toàn. Nhưng mà nếu mà anh em đấu không đúng thì nó sẽ không ra tiếng anh em nhé. Đấu không đúng và không ra tiếng. Và nếu mà đấu không đúng thì nó đôi khi nó sẽ làm cháy cục đẩy luôn anh em nhé. Vì nếu mà anh em đánh quá, anh em gạt bridge mà anh em đánh quá là cháy cục đẩy luôn anh em nhé. Đấy, thì em nhắc với anh em là như vậy thì anh em có thể là lưu ý nhé. Đó, đây là em đang test đây. Tiếng rất hay, đánh trực tiếp từ máy tính vào anh em nhé. Đó, đánh trực tiếp từ máy tính. Đó, đánh trực tiếp là hơi nháy đèn này. Đó, đánh trực tiếp từ máy tính nhá. Đây là em đấu. Đây, loa em linh loa nhá, 1 đôi 40. Đó. 1 đôi 40 linh với 1 đôi 30, 1 đôi TK15 và 1 đôi TK12 anh em nhá. Đó, tiếng rất hay anh em nhá. Đó, tiếng rất chắc. Gọn. Đó. Tiếng rất chắc và gọn luôn. Đó. Đánh trực tiếp từ máy tính.
Đó, thì anh em có thể thấy đó. Đánh trực tiếp từ máy tính đây, cái dây máy tính đây. Đó, đây, nó đi vào kia kìa, cắm vào kia. Đấy, đi ra đây. Em sẽ phải, cái dây này thì em tự hàn để làm sao? Tự hàn để cho cái độ dài của mình nhá. Ví dụ như mình muốn dài bao nhiêu. Ok. Tiếng êm không? Đó. Nói chung là với con này ấy, chất âm anh em khỏi phải bàn luôn anh em nhé, khỏi phải bàn luôn, nó quá hay rồi. Đó, quá êm luôn. Đó, thì bác khách này thì cũng rất là tin tưởng, bác cọc trước cho bên em là 500.000 rồi. Đó. Thì nếu mà anh em muốn xem cái nội thất của con này ấy thì anh em có thể truy cập vào website của bên em là thangcaoaudio.com. Anh em ấn vào cái danh mục đó là âm ly cục đẩy. Đấy, ấn vào danh mục này. Đấy, nó sẽ loát ra và anh em có thể là truy cập vào đây F7409 đây. Đó, ấn vào F7409. Ok chưa? 900W một kênh. Đấy thì anh em xem được cái nội thất của nó luôn anh em nhé. Đó, nội thất của nó luôn. Đó, nội thất. Đó, đúng ạ. Đấy, không cần nhiều sò đâu, chỉ cần có 32 sò thôi. Đó. 8 tụ một bên nhé, 16 tụ hai bên anh em nhé. Đấy. Đấy, anh em có thể nhìn thấy tất cả các nội thất của nó. Đấy, và các video của nó anh em nhé. Đấy, tất cả các video. Đó, ok chưa? Đấy, đây là một cách mà anh em có thể là tham khảo những dòng cục đẩy, những dòng vang. Đấy, đẩy bên em đây. Đấy, anh em có thể là vào đây tham khảo anh em nhé. Đấy, ok chưa? Đấy, những dòng đẩy hiện tại bên em đang có. Đấy, và giá thì em cập nhật luôn bên trong này luôn là 8.6 triệu anh em nhé. Đó, ok chưa? Đấy, anh em có thể xem chi tiết về kể cả mặt trước, mặt sau, bên trong, bên ngoài của nó luôn anh em nhé. Đấy, anh em có thể vào ngay cái trang web của bên em. Đó, nghe ngay trang web của bên em nhé. Thì vào trang web thì anh em xem được giá, xem được nội thất chi tiết của dòng đẩy này. Chứ còn đâu, khi mà em cứ mỗi lần test cho anh em lại phải bóc ra thì nó rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Đấy, rất là mệt mỏi. Em sẽ test rất là kỹ con này, từng kênh một anh em nhé. Tiếng rất là hay nhá, đánh từ máy tính ra mà nó đã hay này này rồi. Đó, tiếng rất là hay. Đó. Với con này thì như em nói rồi, với cái công suất này của nó đánh thoải mái cho anh em. Nếu mà một kênh này có thể đánh được một cặp 30, full 30 anh em nhé. Một cặp full 30. Đấy, một kênh một cặp full 30. Đấy, tức là hai quả đấy. Còn đâu một kênh này có thể đánh được một quả 40, một quả 30. Thì em đang đánh đây, một quả 40, một quả 30 anh em nhé. Đó, đang đánh như vậy. Hoặc là anh em chơi cho mỗi một kênh này, chơi một quả súp đơn 50 đây, đều được anh em nhé. Một kênh đánh một quả súp đơn 50 là ok. Đó, hoặc là một kênh này anh em đánh cho một chiếc full 40 coi 100 anh em nhá. Một full 40 coi 100 thì anh em có thể đánh tốt. Đấy, thì ngày hôm nay test hàng cho anh Tuyến. Anh Tuyến này thì trước anh cũng đã lấy con D4150 của bên em rồi, Class D, để chạy rất là êm luôn, rất là ngon. Thì bây giờ anh lấy thêm con này nữa. Đó, để anh em có thể tham khảo anh em nhá. Rồi ok, rất cảm ơn anh em đã tin tưởng mua hàng. Và em test kỹ con này gửi cho anh. Đó, ngày hôm nay thì cũng rất nhiều hàng chuyển đi đây. Đấy, rất nói chung là ngày nào cũng có hàng chuyển đi. Nên anh em có nhu cầu anh em liên hệ trực tiếp. Và lưu ý với anh em là làm sao nhớ những cái cục đẩy nó nặng như thế này thì anh em vui lòng cọc trước cho bên em là 500.000 anh em nhé. Cái tiền 500.000 này khi nhận hàng thì anh em sẽ được trừ vào cái tài khoản của mình. Khi nhận hàng thì ví dụ con này 8.6 triệu thì anh em chỉ phải trả thêm 8.1 triệu nữa thôi. Đấy, bên em là bao ship con này luôn. Và anh em lưu ý là hàng nặng này bắt buộc bên em phải cọc anh em nhé. Không cọc thì bên em chắc là cũng không giao hàng đâu. Đấy, nên anh em phải thông cảm, vì nếu mà anh em có không nhận cái tiền 500.000 cũng là cái tiền vận chuyển đi xong lại vận chuyển về con này.
Con này nặng tầm 30kg anh em nhé, nên anh em cố gắng giúp em. Rồi, ok, rất cảm ơn anh Tuyến đã tin tưởng mua hàng. Cảm ơn tất cả các bác cũng đã xem video. Chào tất cả các bác. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho bên em. Chào tất cả anh em. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.